Em là Đồng Thị Đềm hả? Đồng Thị Đềm. không ghi, ghi ở nhà không có điện thoại, ông xã có. Đồng Thị Đềm sinh năm 87 ở thuộc khu Phố Trăm. Được rồi. Em nhìn màn hình. Mới vậy là thấy. Mở vô kênh YouTube ạ. Đã bật hướng dẫn nhé. Hình em bé ha. Mặt là kìa. Dễ thương ha. Đã, miệng đó. Rồi xem 4D ha. Đã. Miệng là không có sứt mối nha, không có gì tật. Con nhìn màn hình nhé. Đã. Cái mặt cháu đấy con. Đang hạ điện nhà ha. Rồi bà quay lên cho con xem cái cháu này rất là đẹp với con ha. Nhìn được không? Là bà sẽ chụp ảnh 4D lên y như vậy đó. Bạn này nó giống ai con? Cái miệng của nó. Đây là sò não ấy con, sò não của cháu bình thường ấy. Hôm trước vừa sánh ngày mấy con? Ngày 13 tháng 4. Đúng rồi đó con. Thai 26 tuần 3 ngày nhé. Đó là đường kính lượng đỉnh, đây là chu vi vòng đầu. Sao nào cháu bình thường ấy không? Cái lỗ đen này dạ dày của thai nhi, xung quanh là gan nhé. Gan bình thường. Nước ổi rất tốt con. Đây là xương đùi. Đây là chiều dài xương đùi. Nhau bạn mặt sau trưởng thành đủ không? Nước ổi bình thường. Nước ổi tốt con. Môi đây này không có sứt môi nghe. Cái môi trên đây ha.
Đây, mũi trên đây mình thấy mũi trên quẹt qua quẹt lại, và mũi trên bình thường, mũi dưới này, đây cái cằm này thai nhi bình thường, đây mắt này, mắt có đồng tử này, mình coi vòm khẩu cái, hai mắt ha. Hai mắt bình thường ấy có, đây một mắt, đây mặt một mắt này, không có cái gì tật hai mắt gần nhau hoặc xa nhau, mắt có đồng tử bình thường. Mình chụp hình màu đó, thái đang hạ miệng đó ha, mình chụp 4D. Đó, mặt cháu đó ha, bây giờ mình coi cột sống thai nhi đây, cột sống đây bình thường ha, cột sống từ trên xuống dưới bình thường, không có gì tật thở đột sống. Mình coi thành đây, thành bên phải đây, thành bên trái đó ha, thành phải thành trái bình thường. Đây là tim thai, đôi tay này ha. Con khảo sạch quỷ hai đây rồi phải không con? Dạ. Con khảo sạch quỷ hai ở đây rồi phải không? Lúc 20 đến 24 tuần nữa có sổ khảo sạch đây chưa? Thì con nói sao? À, thôi được rồi, được rồi. Mình coi tay này ha, cùi chỏ một, đây cùi chỏ, tay này ha, bàn tay này ha. Mình thấy bên này một tay nữa này, vai này, mình kéo qua bên kia, đây cùi chỏ này, tay trái này ha, đây đủ ha, bên này không dày ha, mình kéo qua mình coi đủ tay cái góc. Còn đây bàn chân này, đây hai bàn chân, như vậy thai này đủ chân đủ tay. Đây bàn chân này, gọt chân, bàn chân, đây gọt chân và bàn chân, đủ tay đủ chân và không có khèo tay khèo chân cái góc. Tim thai về là tương đối ha. Mọng tim bên trái, dạ dày bên trái, động mạch chủ bên trái. Đây là situs solitus. Thai con được khoảng 26 tuần, phát triển tốt. Cân nặng 911 gram. Thai bình thường ấy con.